Hey, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series Web for newbie Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về trung sĩ Spanner, Jack Spanner À, Đầu tiên thì uh, giới thiệu qua với anh em về con Jack Spanner này thì chúng ta sẽ nhận được uh, sĩ quan này ở ngay giai đoạn đầu game khi anh em tham gia vào trò chơi thì hệ thống sẽ cho anh em jack spanner sau khi chúng ta hoàn thiện xong cái chương số hai sẽ nhận được sĩ quan này. Thế thì tổng quan về sĩ quan này thì chúng ta sẽ là một cái sĩ quan dành cho xe tăng. Thì spanner này nó sẽ có ba cái thuộc tính một là dành cho xe tăng hai là dành cho công trình à, tấn công các công trình phòng thủ và cái thứ ba là có khả năng hỗ trợ phòng thủ cho xe tăng của mình bộ kỹ năng spanner sẽ gồm có như thế như sau cái kỹ năng đầu tiên liên quan đến cái cơ chế phòng thủ uh, cho xe tăng đấy là chúng ta có thể sửa chữa các cái đơn vị một cách nó nhanh chóng để tăng độ bền binh lính hệ số trị thương là 1500 à, uh, một cái hệ số mà giúp chúng ta hồi máu rất lớn đồng thời thì nó sẽ cho chúng ta thêm cái kháng sát tương xe tăng tăng thêm 10% trong 8 giây nhé yeah. Và kỹ năng thứ hai thì là sát thương binh lính cộng 25% khi tấn công công trình phòng thủ Cái này làm lên tên tuổi của Spanner đối với cái hiệu ứng công thành Nếu như mà Spanner được lắp cho Hát Mỹ thì nó sẽ tăng cái phần không tấn công các công trình phòng thủ lên rất nhiều Bởi vì Hát Mỹ chúng ta sẽ được búp 300% khi tấn công vào các công trình phòng thủ Cái kỹ năng thứ ba là tăng về độ bền binh lính sẽ tăng lên 30% Cái kỹ năng này cực kỳ tốt cho các đơn vị về xe tăng, chúng ta thêm được 30% về độ bền là một con số cực kỳ lớn, giúp cho các cái đơn vị xe tăng của chúng ta nó sẽ trâu chó hơn khi 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 hoạt động ở trên chiến trường. Và cái kỹ năng thứ tư bây giờ khá phế, khá phế là cái tốc độ hồi phục độ bền chiến trường là lên đến 1% trên một giây. Đấy. Cái này khá phế bởi vì là hiện tại là chúng ta đang có 102 lính và thông thường chúng ta bắn là gần như là chết thì sau đó chúng ta mua lại thôi chứ để đỡ đợi được cái một phần trăm này nó hồi đầy máu thì thì khá là lâu đó và khi các anh em ăn nóc hết bốn kỹ 4 kỹ năng lên và năm thì chúng ta sẽ có cái bộ cường hóa hồi sinh của của spanner là cho chúng ta thêm thêm cái phần uh, uh, tăng uh, hồi máu hồi máu thêm cho chúng ta thêm uh, một uh, cái hệ số trị thương là 125 trăm điểm, mỗi giây trong 4 giây tức là mỗi một giây chúng ta sẽ hồi thêm 125 điểm. Trong vòng 4 giây. Thì cái hệ số trị thương 125 này thì có lẽ là nó nó cũng không đáng là bao nhưng mà uh, so với cái việc mà chỉ có rất ít các sĩ quan có khả năng hồi máu cho các cái đơn vị mà mình được triển khai. Ngoài Spanner ra thì còn có Thiên Sư ánh sáng thì có lẽ là Spanner vẫn là một cái con xe tặng một sĩ quan mà rất đáng để đầu tư ở trong cái giai đoạn mà liên quan đến mid game mid game nha anh em à, nếu như anh em đã chọn Percy là main main chính cho giai đoạn early à, sau đó chúng ta sẽ dồn tượng vàng cho Antonia Sechenko thì đến cái sĩ quan thứ ba có lẽ là chúng ta sẽ đến mid game mất rồi bởi vì là 720 tượng thì sẽ không có nhiều để chúng ta có thể đầu tư giàn trải nhá rồi thế thì điểm cái kỹ năng hồi máu thì nó sẽ hoạt động như thế nào cho đây anh em có thể nhìn thấy cái kỹ năng hồi máu chúng ta sẽ nhìn thấy đây à, mình đang lắp uh, triển khai cho hát Mỹ nhá thì chúng ta anh em chúng ta có thể để để ý kỹ cái vạch hồi máu của sĩ quan này đó đấy 20.000 nhá 20.000 đấy đấy và cứ mỗi 4 giây nó hồi lại cho chúng ta uh, cái 5 uh, 55.000 mấy đấy, 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 đấy. 7.000 3 7.000 79.000 68.000 Ok đấy là cái phần 125 sát thương nó à, cái chỉ số hệ thương nó hồi thêm. Còn kia là 400 bao nhiêu nhìn lại đấy đúng không? Rồi, bởi vì đây nó bật chế độ đơn giản hóa cho nên nó sẽ tổng hợp tất cả. Đấy, tổng hợp đấy. Bình thường nó chỉ làm gì? Là một à hai 000 à, Ok. Đấy. Nhá, yeah. thì đấy là về phần hồi, hồi máu. Thế thì cái kỹ năng hồi máu này nó sẽ giúp chúng ta sống lâu hơn ở trên chiến trường. À, cái uh, kỹ năng này nó cũng giúp cho anh em uh, uh, chịu đam được lâu hơn nếu như chúng ta lắp vào các đơn vị là SH. SH thì nó búp máu thêm những hệ số sát thương, hệ số trị thương này nó cực kỳ lớn. 125 uh, nói như vậy thôi nó nhân cái số của SH Cái độ bền của SH nữa thì nó cực kỳ cao. mặt, uh, mặt khác là nếu như chúng ta lắp cho đơn vị SH thì nó cộng 30% độ bền của SH thì cực kỳ là một cái con số là rất là khủng khiếp và SH lúc đó thì sẽ càng ngày là càng trâu hơn. Ok, thế thì về chiến thuật nâng cấp kỹ năng của Spanner thì rất đơn giản thôi. Chúng ta vẫn ưu tiên cái kỹ năng đầu tiên lên tối đa có thể để chúng ta có thể lấy được cái hệ số trị thương là 1.500 giúp cho anh em có thể hồi máu được nhiều hơn. Sau đó là đến cái kỹ năng số 3 là độ bền binh lính xe tăng để chúng ta lấy được mắc 30% cho độ bền giúp chúng ta trâu hơn và cái thứ uh, thứ ba là chúng ta sẽ nâng cái kỹ năng bùng nổ xây dựng skill số 2 lên hai uh, 25% để chúng ta có thể tấn công các công trình phòng thủ nó đau hơn kể cả SH anh em lắp vào SH thì chúng ta có thêm sát thương lên công trình phòng thủ nó cũng tốt hơn rất nhiều ở đây thì cái kỹ năng thứ tư để anh em có thể cân nhắc nhé chúng ta nếu như chúng ta không muốn bỏ 180 tượng 180 tượng để mắc cái kỹ năng thứ tư thì có lẽ là anh em sẽ dùng 180 tượng đó để đầu tư sang sĩ quan khác. Bởi vì là cái cái gọi là ultimate, mình gọi là ultimate của Spanner khi mà chúng ta được tăng thêm được uh, cường hóa hồi sinh lên thì nó chỉ cho chúng ta thêm cái tăng thêm độ bền là 125 điểm uh, trong 4 giây. Cái này nó có lẽ là trong một, một cái cuộc chiến lớn, một cái trục chiến về hội đồng thì cái số điểm này nó cũng không đáng là bao cả do đó là 180 tượng đó thì anh em có thể đầu tư sang cái tướng khác bởi vì chúng ta đầu tư 180 tượng để lấy được cái kỹ năng thứ tư này lên 1% nó đã phế rồi mà lên lấy để khi mà đầu tư như vậy thì chỉ chỉ, chỉ đổi lại được à, hệ số trị thương rất nhỏ thì nó không đáng không? đấy thì tùy anh em cân nhắc một là anh em có thể mắc skill mắc 4 skill đó ngay từ giai đoạn mid game còn lại thì anh em có thể đầu tư 180 tượng khác sang cái đơn vị uh, sang cái sĩ quan khác, ok. Rồi và cách bố trí bố trí thì Spanner đi kèm với Percy, Percy do chúng ta được đầu tư thì chúng ta sẽ lắp làm sĩ quan chính, sau đó là đến Spanner. Còn ở đây thì mình đầu tư vào thủ hộ sự thật. Còn anh em cài chay chúng ta sẽ không có cái sĩ quan này thì chúng ta sẽ dùng Percy dành cho SH, nhé Percy dành cho SH. Đây thì cái đội hình về sĩ quan thì nó sẽ thành như thế này. Nha. triển khai cho đơn vị SH thì Percy sẽ làm tướng chính, còn uh, Spanner sẽ làm tướng phụ. Ok. Đó. Thì để chúng ta có thể được búp máu rồi là búp đam dành cho SH nó nhiều hơn. Đấy, sau này thì anh em có nhiều đơn vị, à, nhiều sĩ quan khác thì chúng ta sẽ có những lựa chọn nhưng đầu game và mid game early game và mid game chúng ta không có nhiều sĩ quan này có lẽ là cái cặp bài này là một cái, cặp bài phù hợp dành cho chúng ta tượng của spanner thì chúng ta vẫn là dùng tượng vàng thôi chúng ta nhận tượng thông qua nhiệm vụ sĩ quan hoặc là ở trong cái nhà Javio uh, Javio pistol này đây Jack Spanner ok Đó. rồi tổng kết lại thì Spanner là một cái sĩ quan dành cho xe tăng và khá là dễ chơi anh em có thể triển khai vào diệt tăng và xe tăng hạng nhẹ, xe tăng hạng trung, sẽ tăng hạng nặng và thậm chí là xe tăng hạng siêu nặng. Anh em cũng có thể triển khai nó làm sĩ quan chính hay là sĩ quan phụ tùy thuộc vào mức độ anh em đầu tư về level cho nó. Nếu như anh em đầu tư vào level thì chúng ta sẽ để nó là sĩ quan chính. Và nếu như anh em đã có những các sĩ quan ưu việt hơn như Percy, như thủ hộ sự thật thì chúng ta có thể cân nhắc nó là cái sĩ quan thứ hai dành cho các đơn vị về xe tăng. Rồi, có lẽ là mình xin phép tạm dừng cái clip này tại đây. Nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề về sĩ quan thì chúng ta có thể để lại ở phần comment. Thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi thêm. Rồi, nếu anh em thấy hay thì xin anh em một like, share và subscribe channel của mình. Ok, goodbye, see you again.